hút lò nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là cái thùng nước 20 lít nha các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái thùng này để mình làm cái xà di, đặt cá bông dừa, đặt lươn nha các bạn ơi. Xà di lọc, đặt lươn luôn. Siêu to khổng lồ luôn nha các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đây nha các bạn. Đây nè, bốn cái hôm ngày hôm qua mình mới làm xong nè các bạn. Giờ mình sẽ cho vô cái thùng 20 lít này để làm cái xà di khổng lồ luôn nha các bạn ơi. Để đi đặt lươn cá bông dừa luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái hôm này nè, mình đặt ốm thử vô đây để mình làm cái dòng để mình cắt lỗ nha các bạn ơi. Để mình cắt cái lỗ để mình nhét cái hôm này vào. Siêu to luôn nha các bạn ơi, mà đặt không biết sao nha các bạn. Cái này mà đặt vô dính chắc nó cừ lắm. Rồi, để cái lỗ nè, rồi bây giờ mình sẽ cắt. Cắt 4 cái nha các bạn ơi, vô hết 4 cái hôm luôn. Đấy. Mình đã cắt xong 4 cái lỗ rồi nè các bạn. Hai cái lỗ mép dưới, hai cái lỗ mép trên nha các bạn ơi. Đó, nó so le nhau nha bạn. So le. Rồi bây giờ sau khi mình cắt xong mấy cái lỗ này nè các bạn, mình sẽ cho cái hôm này vào. Cho cái hôm này vào như thế. Mình lấy cái dòng này, mình để ngoài đây để mình cột nó lại nha các bạn ơi. Cố định nó lại. Đây. Nó sẽ có cái dòng nó định hình lại. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem, gắp vô cho các bạn xem nha. Cái này siêu to luôn nha các bạn ơi. Đặt cái này có thể để vài ngày mà không sợ cá chết luôn nha các bạn. Không sợ cá chết lươn chết luôn. Rồi, dạ, trời ơi. Giờ mình sẽ cột nó nha các bạn ơi. Phải cứng nha các bạn. Nên này là gì? Nó cứng thì mình tính ra 4 cái không? Cái điện của mình nhanh nha các bạn. Mình đã hoàn thành xong rồi nè các bạn. Bốn cái chấm luôn nha, bốn cái hôm luôn nha các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ làm một cái cây. Một cái cây nó dọc đây nè các bạn, để khi nào mình đặt mình cắm xuống nha các bạn. Đây mình sẽ sử dụng cây trúc nha các bạn. Bây giờ mình làm đây. Rồi, quá ok luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi vô mồi rồi đi đặt nha các bạn. Quá trời đã luôn, siêu to khổng lồ nha các bạn ơi. Quá đã nha các bạn. Này mình lấy cái nắp mình đậy lại thôi. Giờ mồi mình đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Ốc vui vàng nha các bạn. Giờ mình sẽ vô hết cái đống ốc này luôn nha các bạn. Vô trong cái lọp này. Lọp khống lọp nha các bạn. Cái này mình đi đặt cái việc này. Đặt rồi. Mình đã vô mồi xong hết rồi nè các bạn. Giờ chỉ dưới mấy cái nước này. Còn lại như đây. Dưới mấy cái vô mấy cái miệng này nha các bạn. Đó, quá đã luôn, quá thơm luôn nha các bạn. Đó, vô mấy cái miệng này. Đây, bây giờ mình sẽ đi đặt cho các bạn xem nha các bạn ơi. Quá trời đã luôn. Sẽ đầy cái lọt này quá các bạn. Đầy cái này chắc giác nổi á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha các bạn ơi. Đi qua hướng gần nhà mình nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống ngay chỗ bụi lá đó nha các bạn. Phía trong cái bụi lá đó, mình đặt cái
cái lọc khổng lồ này nha các bạn. Mình sẽ bước xuống đây. Ok rồi nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình phải lúc đó mà mình đi thăm á, mình sẽ cho các bạn xem nha. Kết quả làm cái lọc siêu to khổng lồ nha các bạn. Đang đi thăm cái sò di khổng lồ của mình nha các bạn. Mình đang trên đường đi lại cái sò di khổng lồ nha các bạn ơi. Không biết có hay không nha các bạn. Mới thử nghiệm đầu tiên nha các bạn ơi. Đường đi hơi khó khăn một chút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lội xuống mình thăm nha các bạn. Có cá con nó ụt ụt ngoài quá trời luôn nè các bạn. Mấy cái mồi nó tản ra. Mấy cá con nó có lại. Nặng quá các bạn ơi. Nước cũng nặng quá. Quá trời nặng luôn. Có cá các bạn ơi. Cá cũng lộn à chứ không có nhiều quá các bạn. Đây để mình mở nắp lên cho các bạn xem. Wow, cũng đỡ nha các bạn ơi. Nó nhảy lò nhô trong nhóc chân các bạn. Ây da, rồi đang nhảy ra ngoài luôn. Về để về mình đổ ra cho các bạn xem nha. Quá đã các bạn. Ôi. Cá nhóc hết trơn mà toàn là cá gì không à các bạn ơi. Đây nắp lại đi về các bạn ơi. Nguyên cái bình về luôn. Quá đã. Quá đã, thử nghiệm thành công nha các bạn. Bình quá trời, cái bình của cá nhảy ở trong nè. Đó các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ về mình đổ ra cho các bạn xem nha các bạn. Giờ mình đã về tới nhà nè. Rồi, đổ ra cái siêu to khổng lồ cho các bạn xem nha. Sò di nha, siêu to khổng lồ nha các bạn. Nhảy quá nhảy luôn. Rồi, hết rồi. Gần hết. Còn cá nhỏ nhỏ luôn các bạn. Lật lại. Đây nha các bạn ơi, quá trời đã luôn, vui. Vui tùm lum hết trơn nha các bạn. Đây. Tép nè, cám dừa nè, cám dừa cũng bộn nha các bạn nha. Tép cám dừa, có không sệ nhóc nha. Sẽ cỡ được 20-30 luôn. Cả 20 cám dừa nha các bạn. Ăn quá trời ăn luôn nha các bạn. Đó, quá trời đã luôn nha các bạn. Thử nghiệm thành công nha các bạn. Rồi, mình xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Các bạn xem hay nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình nha các bạn.